đời hay vẫn lấy ngô. Nhớ con tôi đã làm gì cho người đời đã tôi, và mong con tôi đã làm gì cho những mối quan tâm mình. Cảm ơn ạ, xin cảm ơn số trường của năm bước nhảy ạ. Và đó là một năm vừa qua, và ngày hôm nay đây là mảnh tháng cuối cùng của năm 2021. Đúng không, có nhiều điều hiểu nhau của mình. Và điều mà Nôn cảm thấy hạnh phúc nhất trong năm nay, nó làm động lực cho mình, đó chính là tình yêu thương của khán giả dành cho Nôn tình vào đó. Và luôn luôn trân trọng tình cảm này. Tôi lấy đó làm động lực để nuôi dưỡng linh hồn của mình mỗi ngày, để vượt qua giãn cách đại dịch. Và ngay lúc này đây thì có lẽ mọi thứ đang rất ổn. Tôi hy vọng 2022 tôi được gặp lại mọi người như bình thường, gặp lại tất cả mọi người thật đông đúc. Và hát những bài hát thật thiết của mình. Vừa rồi là những bài hát có giai điệu sôi động một chút, nhưng bây giờ sẽ là một bài hát nhẹ nhàng hơn, phù hợp với không khí lúc này hơn. Mọi người đồng ý không ạ? Lúc này mọi người tâm trạng đang muốn nghe nhạc như thế nào? Mọi người cứ thoải mái đi ạ. Mọi người mình cũng nghe nhạc chứ mình không có đi học cho mọi người đâu. Bốn tháng không có cầm được cái mic luôn, con không biết phải hát gì, không biết phải nói gì. Giờ mình gặp nhau cái mình cũng im lặng nữa thì mất vui. Thế bây giờ hát một bài hát thân thiết thì mình muốn nghe mọi người dưới cùng hát với luôn được không ạ? Bài này thật ra đâu rồi không hát, không biết có nhớ lời không? Nhưng mà luôn rất cần mọi người sẽ nhắc luôn, đúng không ạ? Ok. Là anh muốn chấp nhận dù không thể. Đúng. Làm lại nha, bên này nữa nha. Là anh cố chấp yêu em dù không thể nói thành lời. Vì giờ anh thu mình trong suy tư. Trời ơi, mình em cùng với nhau hoài vậy luôn á. Thôi thì nhạc cứ lên nhá, rồi ở dưới thì mình cùng hát theo với Nu à, được không ạ? À? Ok, đó, la lên đi cũng được luôn ạ. Ở dưới thấy rõ mà, để biết đường chèo xuống. Vỗ tay to hơn thì chèo xuống em đó. Dù là đơn phương thế thôi, anh rời xa anh mất. Một lần nữa nhá. Và vừa rồi là thương em là điều anh không thể ngờ. Chỉ mong rằng là 2022 nhạc của Nu Phước Thịnh cũng sẽ lại nằm trong trái tim của mọi người. Mọi người cũng sẽ lại ủng hộ cho những sản phẩm của Nu Phước Thịnh, được không ạ? À, tuyệt vời. Nhưng lời tôi đã làm lòng 2022. Và đặc biệt là hôm nay ngày cuối cùng của năm 2021, mình thấy mọi người đông như thế này, khỏe mạnh và vui như thế này, thì bản thân những người nghệ sĩ Nu Phước Thịnh cũng lấy làm vinh hạnh và rất vui rất nhiều khi mà được gặp được tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người, cũng như cảm ơn Novaland một lần nữa là cho Nu Phước Thịnh có cơ hội của ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là những giai điệu sôi động. Thì nãy giờ mọi người uống nước rồi không biết à? Vì sữa hay là anh này bạn sữa không nói gì. Bây giờ sẽ là I'm Still Loving You, một bài hát của Nu Phước Thịnh vừa ra mắt thôi. Mọi người cùng đến với bài này nhé.